Chúa ở cùng anh và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò hồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán hồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha và anh em, lời Chúa hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nổi giận với những người buôn bán vì nhà Thiên Chúa bị xúc phạm. Thật không thể ngờ một Chúa Giêsu rất mực, hiền lành, khiêm nhường, đấng mà cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lát, chẳng nỡ tắt đi, giờ đây phải dùng roi bỏ và biện pháp cứng rắn đối với những người xúc phạm đến sự linh thánh của đền thờ Jerusalem. Điều đó chứng tỏ cho ta thấy rằng việc làm ô uế đền thờ là một hành vi rất tai hại, khiến Chúa Giêsu đau khổ và bất bình xiết bao. Trong sân đền thờ, người ta cãi vã về giá cả, tiếng ồn ào huyên náo tạo thành một cái chợ chứ không phải là đền thờ. Các con buôn người Do Thái đã biến đền thờ thành nơi huyên náo nổi loạn, tiếng bỏ trống, tiếng chiên kêu, tiếng rao hàng, lời qua tiếng lại mặc cả, cãi cọ mua bán làm cho các hành hương không thể cầu nguyện được. Điều khiến Chúa Giêsu nổi giận là các hành hương phải chịu những tệ nạn của bọn đổi tiền bóc lột với giá cắt cổ. Thật là một bất công, và càng tệ hơn nữa khi người ta nhân danh tôn giáo để trục lợi. Chúa Giêsu đã trả lại cho đền thờ một diện mạo sạch sẽ và xứng đáng cho việc thờ phượng và tôn kính, không còn cảnh rao bán trước đền thờ. Hôm nay lễ cung hiến đền thờ nhắc nhở chúng ta về sự cao quý của đền thờ mà chúng ta dành riêng để làm nơi thờ phượng, để làm nơi gặp gỡ. Chúa gặp chúng ta và chúng ta chạy đến để gặp Chúa. Chúng ta đọc kinh, ca hát, xưng tội, rước lễ. Giáo hội cũng mời gọi con cái của mình hãy để tâm chăm sóc nhà thờ là nơi dành riêng để tôn thờ Thiên Chúa. Bản thân chúng ta cũng là những đền thờ cao quý hơn mọi thánh đường trên khắp thế gian, vì đây là những đền thờ sống động, có linh hồn, có trí khôn, chứ không phải bằng gỗ đá vàng bạc vô tri vô giác, được chính bằng ngôi Thiên Chúa xây dựng nên theo hình ảnh của Ngài, được Chúa Giêsu đổ máu thánh ra mà cứu chuộc, được Chúa Thánh Thần sức dầu thánh hiến trong ngày lành bí tích rửa tội và thêm sức, được Chúa Giêsu tô điểm và bồi bổ bằng lời hằng sống cũng như bằng chính máu thịt của Ngài, và nhất là mai sau được đưa lên cõi trời vinh hiển. Không một ngôi thánh đường vật chất nào trên thế gian có được những vinh dự lớn lao như thế. Mỗi một Kitô hữu và mỗi một thủ tạo đều phải được cung hiến để trở thành đền thờ cho Thiên Chúa. Đây chính là ý nghĩa đích thực mà giáo hội gợi lại trong ngày lễ hôm nay, và đây cũng chính là ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã nêu bật khi đuổi những người buôn bán và bọn đổi tiền ra khỏi đền thờ.
Chúa Giêsu không chỉ thanh tẩy một nơi phụng tử, Ngài đến để khử trừ các thần tượng giả trá ra khỏi tâm hồn con người. Ngài đã từng tuyên bố, không ai có thể làm tôi hai chủ một lúc. Nhà thờ bằng gỗ đá, sắt thép tuy cao quý, nhưng Chúa vẫn muốn ngự trong một đền thờ sống động và cao quý hơn, đó chính là tâm hồn của mỗi người. Do đó, chúng ta nên yêu Chúa không chỉ ở trong đền thờ, mà phải là trong chính linh hồn của chúng ta. Chúng ta phụng thờ Chúa không chỉ ở nghi lễ trên bàn thờ, mà phải là trong thánh lễ bằng cả cuộc đời của mình. Chúng ta đừng để tâm hồn vì những thứ khác chiếm dụng làm dơ bẩn đền thờ, cũng đừng để cho cuộc gặp gỡ giữa ta với Chúa bị giới hạn bởi những cám dỗ của thế gian, của những đam mê vật chất. Ước mong rằng cuộc gặp gỡ ấy luôn kéo dài ra bằng cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể làm vinh danh Chúa bằng cách hăng say và nhiệt thành cùng thờ Chúa hơn. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cảnh tỉnh nhìn lại mình, nhìn thật sâu vào nội tâm sâu thẳm của bản thân chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, để nhận ra những ý tưởng đen tối, những tham vọng xấu xa, những đam mê tội lỗi đang ẩn mình trong đó, để sớm quét sạch chúng đi. Chính mỗi người chúng ta là thủ phạm trực tiếp làm ô uế đền thờ thân thể mình, chứ không ai khác. Vậy hãy liệu mà thanh tẩy kịp thời trước giờ Chúa Giêsu lại đến. Lạy Chúa, xin cho con, xin cho chúng con được gặp gỡ Chúa ở nhà thờ, để Chúa biến đổi linh hồn con, trở nên đền thờ xứng đáng là nơi cho Thiên Chúa ngự trị luôn mãi.